được. Trời ơi xui vậy. Yeah. Trời đổ mưa rồi, trời đổ mưa. Ghê luôn, dẹp đồ vô. Hôm nay em sẽ đãi cho anh chị cá lóc nướng chui với canh chua. Đây là một món quà nho nhỏ con gửi tặng tới gia đình. Mình cùng nhau đi muôn nơi và trao đi biết bao điều thật tuyệt vời. Chút đi may mắn để nhận lời nụ cười và rồi nhận ra ở kia ngày may mắn ghé qua. Dạ cá sặc này, cá sặc đồng hả? Cá sặc cá rô, dạ, cá sặc cá rô đồng. Cá sặc cá rô đồng ạ. Trời ơi. Thiệt hả anh? Thiệt không anh? Anh nói ảnh mua hết thiệt luôn kìa. Nè anh em có nhiêu đây anh thiệt nè. Anh nói giỡn. Thiệt hả anh? Ủa vậy khó phải không gì vậy? Nè mua giùm con đi, sáng còn bắt á. Ăn chay sao mua cái này được? Trời ơi. Trời ơi xui vậy, vậy. Ăn chay. Trời chết rồi. Mình là không ăn mặn. À vậy, dạ dạ. Vậy thôi không sao không sao. Giới thiệu gì ta ăn chay mỗi một cá không? Trời ơi, có gì đâu. Không, con bán thiệt. Tụi con bán thiệt để dạ, con quyên góp tiền cho cho gia đình của chú. Dạ. Dạ. Có ăn cá rô đồng không ạ? À? Dạ cá rô đồng. Cá này về con tiêu ăn ngon lắm ạ. Con bán 40 ngàn hết nhiêu đây ạ? À? Cô có mua không con? Kia. Chị. Trời mua luôn. Yeah. Chú bán chị mua bao nhiêu á chị? Hay chị mua hết hả? Mua nha. Mua hết luôn. Yeah. Cho cái bọc mình đủ rồi cho hàng thằng già. Thôi 50 đi, cho 50. Yeah. 50. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Đem đổ ra. Chị có bọc, chị có bọc. Trời quá tuyệt vời. À, 50 luôn. Tôi có 50 à chứ. Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ cảm ơn, dạ cảm ơn cô. 56 ngàn nha mọi trời người. Trời ơi. Có là ban đầu là bán 40, xong rồi đưa 50, bây giờ đưa thẳng 56 ngàn luôn. Quá, quá tuyệt vời, dạ cảm cái ơn. Này là cả buổi sáng á. Cả buổi sáng cháu. Đó gia đình. Còn con nữa. Cô chú với lại tụi con. Dạ. Con đi chài sáng giờ đó. Dạ. Cảm ơn, con cảm ơn. Dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cái này mai mốt chương trình này phát cô nhớ coi nha. Cô hành động, cô hành động rất là hiệp nghĩa. Cảm ơn cô. Dạ, dạ rồi. Ôi còn gì bán luôn. Mình còn bán gì nữa không? Nè em bán chị nha, em bán chị nha. Duy Khánh có ai muốn mua không ạ? À? Trời đổ mưa rồi, trời đổ mưa. Ghê luôn, dẹp đồ vô. Trời đổ mưa cũng là lúc mà Duy Khánh và chị Khả Như cũng như là chú và em đây cũng đã bán được hết sạch sành xanh những cái gì mà mình cần bán đúng không chị Mèo? Ừ. Và thật sự là Mèo với Khánh rất là vui khi mà hả mang các chị đồ em ra chợ. Tiểu thương rất ủng hộ. Dạ. Nhưng mà rất là bất ngờ khi mà tặng thêm hả chị? Dạ. Rồi. Trời ơi, cảm ơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn. 1.1 nha mọi người. Trời ơi. Dạ, cảm ơn chị. Trời, có nghĩa là ban đầu là chỉ định là bán cho từng người mỗi người đăng ký. Ai ngờ là ai cũng thương, ai cũng ủng hộ và mua, còn như là mua hết tất cả mọi thứ luôn trong vòng 3 nốt nhạc. Bây giờ mình tổng tiền coi ngày hôm nay là Duy Khánh với chị Khả Như đã bán được bao nhiêu tiền nha. Ok. 2, 4, 6, 8, 10. 10, dạ đây. Rồi. 100.000. 100.000. Rồi. 1, 2, 4, 5. 5. 100.000 là 200.000 xin mua ạ. 200.000 dạ. Đây là 10. 10. 20. 26. 226.000 buổi đi chợ ngày hôm nay Mèo với Khánh cũng như chú và em đã bán được 226.000 và chúng ta sẽ có một buổi ăn một bữa cơm thiệt là ngon. Ngon dạ. Yeah. Ok, dạ chắc mình trao tiền cho chị. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chú. Rồi, dạ. Dạ. Chúc mừng chú với em. Dạ. Còn bây giờ mình đi về mình ăn cơm thôi. Dạ rồi, chú đợi nón vô nha chú. Đi. Đợi nón vô, chứ không là mưa. Dạ rồi, đi. Rồi đi. Dạ ăn cơm. Vất vả quá nhưng mà thật sự là rất là vui. Và bây giờ mình sẽ làm gì ta? Dạ, chưa giờ anh chị phụ quê cũng mệt thôi. Em mời anh chị ở lại ăn cơm gia đình với chúng em. Thôi bây giờ mình vô ăn cơm chứ nói gì nữa giờ. Không mà mình vô mình phải làm trước, phải làm trước. Phải làm trước. Thôi bây giờ mình vô mình làm xong mình ăn nha. Dạ. Đi chú ơi. Ok. Hôm nay em sẽ đãi cho anh chị cá lóc nướng chui. Wow. Với canh chua. Có cua nướng kìa ba dạ, nói có cua nướng kìa giấu tôi. Dạ cua nướng. Cua bắt với đồng chính tay mèo bắt, chính tay mèo bắt. Rồi, giờ anh chị phụ em mình đi làm ha. Ok ok, rồi. Chú, con trẻ này được. Rồi.
trong lúc đợi nướng cá em về lấy dừa đem qua chặt mấy chị. Ok ok. Em yeah. Em cứ mang ra đây chị Như chặt hết cho. Dạ rồi. Con đốt đi chú. Trời ơi rồi không biết có biết đốt không đó đi nè. Tôi lo cái nãy giờ cái gì cũng tự tay mình làm hết á. Bỏng. Chương trình rất nhân văn và ý nghĩa nha. Cho đến khi có mèo xuất hiện á. Mèo mèo có công nhận với em là cuộc sống ở đây giống như kiểu không có đầy đủ như ở Sài Gòn, không có quá tiện nghi, nhưng mà mình sống ở đây mình cảm thấy rất là yên bình không mèo? Đúng rồi. Trời ơi xuất sắc nha, qua chương trình này mới thấy được, trời ơi mèo giỏi quá à. Hồi sáng giờ không có làm được gì hết trơn á đó. Tầm bao lâu là nó sẽ chín hết chú? 15 phút. À, vậy cũng nhanh mà. Vậy mình tranh thủ mình nói chuyện, mình chia sẻ với nhau thêm đi. Hồi nãy chú nói chú hay nói gì về nợ, là cái nợ đó là sao chú? Nợ là có khi hồi đó đi năm 2014, yeah. Nghe là em nó rủ đi Malai. Dạ. Yeah. Nó rủ đi, nó anh nghe là em đi qua bên Malai làm với em, có anh, có em. Dạ. Yeah. Anh sau này có tương lai cho mấy đứa nhỏ. Dạ. Yeah. Nó hư qua bảnh mần là tháng 15, 16 triệu ăn uống tẹt ra. Tẹt ra là sao? Nó là coi như là ăn uống rồi, mần ăn uống chi phí rồi, còn là lương tháng 16 triệu. Dạ. Yeah. Thôi nghe nói vậy cũng yên tâm, hỏi vô qua bảnh mần nghề gì. Nó qua bảnh mần máy móc, bằng mình đi qua bảnh mình điều khiển máy móc thôi chứ yeah. Không mình không làm sức lực. Dạ. Yeah. Nghe vậy theo thấy vậy cũng hợp lý, cũng hợp lý, dạ, hợp lệ ăn mình đi. Dạ. Trong khi đi là coi như là hỏi đi máy bay hay đi đường bộ. Mới đầu thì nó không đi máy bay. Tới cái ngày mà đi thì nó điện nó làm máy bay trục trặc gì đó, nó không đi máy bay được, thôi đi đường bộ. Đi ra đây là bữa đi bữa 6 tây, qua tới qua bản tới 14 tây mới tới bản. Ôi trời ơi. Đây là đi. Ủa là đi gì là mà? 8 ngày hay đi xe. Tính chừng vô là thấy là cũng như là nguyên cái khu là cái dạng là xí nghiệp. Xí nghiệp của nó là dạ. Cũng như là đổ bên là hồ cống rãnh của bê tông, có những cái mấy cái bờ kè, có mấy cái kè ngoài đường lộ đó, với mấy cái cống mà cống nó thoát nước đó. Thôi chắc không lẽ mình qua làm nghề này, nói trong bụng thiệt sao ba cho nghỉ hai bữa xong đó là nhận nhiệm vụ. Mà thấy công việc qua bánh nó trời ơi gì kiểu này chết rồi. Mà lúc mình mới qua cũng đâu biết là cái tiền của nó là một lít bao nhiêu tiền. Yeah. Sao mới làm đâu một cả tháng lương, mới biết tính lương ra thấy kiểu này nó trời ơi. Kiểu này chết rồi, mặn kiểu này là có đường chết chứ không đường sống, không biết chừng nào về nữa. Đông trong khi đi đó là đi cái hộ chiếu là nó chớp nó đớp chớp đi du lịch chứ không phải là đi hợp tác lao động. Nếu yeah. Như đi du lịch trong tháng gì không về là coi như là mình ở bản là coi như là mình ở lâu rồi. Yeah. Nó thành ra là tới qua tháng là thành ra nó không có giấy tờ hợp lệ, thành ra lúc đó mình mới biết mình hối hận là mình qua đây mình bị bị coi như là mình mặn không có tiền rồi. Yeah. Bánh người ta coi cả đè đầu cởi cổ người ta ăn. Nhưng mà cái người mà giới thiệu chú qua là cái người đó có mối quan hệ gì với chú hồi nãy chú? Cái này là coi như là nói thẳng là cũng như là dày gì chỗ đó mình mới tin tưởng là nó em vợ trước của anh trước 2000 lấy mấy đó là nó đi hợp tác lao động, nó qua bánh nó làm xong rồi nó ra nó chui đâu, nó cũng như nó bỏ công ty nó ra ngoài nó làm. Thì nghĩ trong bụng là nghĩ nó qua bánh nó cũng có chắc có thể là có tiền quay hồng đúng không? Ví dụ qua giờ là nó dắt mình qua bản là nó được bao nhiêu tiền vậy đó. Mần thấy càng ngày càng mần mà không có thấy có tiền. Nó thôi tao chắc tao về quá, chắc tao mần nay năm cả năm mấy rồi mà thấy không có giải quyết được nợ nần mà không thấy gửi tiền gì hết á. Mần ở đây chắc tao chết chứ không sống nổi. Cái nó trên xe nó bài xuống lấy cây đập anh vô là anh đóng cửa anh trốn mình đi, chỗ khác anh làm. Yeah. Là mấy đứa bạn nó thôi giờ anh tạm thời anh ở làm đây đi, có tiền nặng về lên trển làm bằng cũng bật 5-6 tháng. Nói thẳng là mà lên trển ở chỉ làm nương náu mà bằng để mà sống đủ sinh nhai hàng ngày thôi. Rồi yeah. Mấy đứa mới nói thôi giờ tội nghiệp anh ba quá, qua anh đây mà có tiền thôi giờ anh bị vậy thôi, cho anh về đi. Nó giờ về thì nó về, nó thôi giờ anh về đi, tụi em quyên góp, tụi em xin đứa 50, 30, đứa 50, 30, 100, 150 tiền rít á. Rồi gom đâu được 3000 mấy, 3000 mấy đít cái mới đưa anh ra bến xe. Khi mới vừa ra tới bến xe Kuala Lumpur bị bullet bắt. Cái
đó là tên Nguyễn Hữu Ba, mà tên kia thường thường kêu Ba đó nha. Muốn cần phạt như tao đóng tiền phạt cho anh tao về, thì muốn anh mày về đóng 6 ngàn chứ không đóng 6 ngàn tao giải về cái đấy hả? Rồi 6 ngàn tao đóng 6 ngàn là thằng Ba lên máy bay là về tới nhà còn dư có 2 ngàn. Vừa về tới nhà cái hai đứa máy bay ra, hai đứa chạy ra ôm khóc với vợ ôm khóc, thấy về nó mừng quá trời luôn. Nó tưởng đâu cha không có ngày về, rồi nó khóc, nó khóc gì giờ cha về được đây là mừng rồi, tại vì nó giờ cha về đây cũng nợ không mà con ơi, chứ không phải về mà mãi đâu. Nó thằng trai mới nói vậy, nó cho cha đó cha tin tưởng cho đi đó cha không chết, bảo là ba cha hên rồi. Rồi nó thâu giờ về từ từ mừng trả nợ chứ giờ tiền đâu mà con. Chú ơi, vậy thì bây giờ là sau khi mình cũng trả nợ từ từ rồi thì giờ mình còn đang nợ tổng cộng là bao nhiêu hả chú? Thì trước hết thao là giờ hiện tại luôn ngân hàng là còn 50 mấy triệu. Dạ. Còn em là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 17. Dạ em 17, năm nay em học 12. Đang học 12 hả? Em có nghĩ là tương lai em sẽ làm cái gì không? Dạ em thì cũng muốn đi học tiếp, nhưng mà một phần là cũng muốn phụ nghỉ học để em học xong 12 em sẽ ra em đi làm, em không có dự định học tiếp. Nhưng mà em có nghĩ là nếu mà học 12 xong ra là tiếp tục làm mướn không? Dạ không, nếu mà được thì em sẽ đi, em có hai nguyện vọng là em sẽ đi học về bên tâm lý, còn nguyện vọng thứ hai em là em sẽ, nếu mà không được em sẽ đi học nghề, em học nghề điện. Em thích nghề điện hả? Dạ. Tại vì ở nhà cái gì hư em cũng hay thấy đó, tò mò em coi á, với lại mình con trai mà cũng phải biết điện. Rồi sao mà em thích môn tâm lý? Tại vì tại mẹ ở nhà thì nói chung là mẹ thì cũng nên em cũng muốn học cái đó để tìm hiểu coi sau này nếu mà mình mẹ vậy thì mình có như mình hiểu thì mình có thể chia sẻ nhiều hơn. Rồi trong cái khoảng thời gian mà cha của em ở bên Malaysia rồi em ở nhà, cảm giác như thế nào? Lúc trước thì em còn ở nội trú ở trong trường. Sau này cha về thì em xin về đây ở với cha hẳn luôn. Tại lúc đó em còn nhỏ lắm, lúc đó là như cha đi em mới học lớp 7 à. Ủa mẹ em vậy rồi em đâu có nói chuyện được nhiều hả? Dạ không, thì cũng như là chiều nếu em đi học về em hỏi thăm mẹ ăn cơm trưa hay là này nọ, hỏi thăm nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Nhưng mà mẹ vẫn quan tâm chăm sóc. Dạ em. Đúng rồi ạ, mẹ thương lắm, mẹ thương hai chị em lắm. Chị hy vọng là nói chung là mình sẽ không biết là cuộc sống sẽ như thế nào vào ngày mai, nhưng mà chị hy vọng là nếu như mà em có ước mơ thì cố gắng giữ nó để mà làm cho bằng được. Tại vì nếu như mà mình chấp nhận cái số phận có nghĩa là mình đầu hàng nó, nên chị nghĩ là nếu như mà mình đã có một cái ước mơ như vậy thì mình len lỏi, mình có thể là mình sẽ không được đi cái đường trơn tru như người ta, nhưng mà mình có thể len lỏi bằng cách này hay cách khác để mà có thể thực hiện được ước mơ của em. Dạ. Đáng lên không, nhưng mà nhìn em thì thấy là em là một người rất là bản lĩnh, mặc dù là rất còn bé nhưng mà rất là bản lĩnh và có những cái suy nghĩ muốn làm nhiều thứ mà không phải là vì bản thân của em mà là vì gia đình. Nói chung là em rất là hiếu thảo, rất là dễ thương. Từ sáng giờ tiếp xúc với em này cảm thấy rất là quý em. Cuộc sống có thể là mọi người sẽ nhìn thấy nó rất là khó khăn và người ta nhiều khi mình nghĩ là chắc sẽ không có hạnh phúc, nhưng mà cái bình yên, cái bình an ở trong gia đình á lúc nào cũng chan hòa. Khi mà mèo bước vô nhà, mèo thấy cái góc ngủ của em nó cũng màu sắc nó rất là dễ thương, cả góc ngủ của chị em, cả góc ngủ của gia đình. Ở đây tự nhiên mình cảm thấy cái tình thương và mọi người gắn kết với nhau bằng tình thương, cả nhà thương nhau. Đó là những điều mà mèo cảm nhận được. Hôm nay ngày may mắn đến thì sẽ mang đến cho mọi người tiếp theo nữa những ngày may mắn, những ngày tươi sáng hơn trong cuộc đời. Và hơn hết là bây giờ chú đã trở về với gia đình và được ở bên cạnh gia đình cùng với hai đứa con rất là ngoan của mình. Cố lên nha, mạnh mẽ lên nha. Dạ, cảm ơn. Ê, bây giờ cá chín chưa ta? Mình qua mình ở bên mà ăn nha. Ủa lộn, mình phải lấy cá xong mình mới ăn đúng không em? Okay.
Rồi, tới giờ ăn rồi. Đây, món cá do chính tay mèo bắt và nướng. Dạ, rồi. Con mời cả nhà do chính tay con làm ạ. Rồi, anh chị hay vậy, em xuống em phụ mẹ. À, rồi, ok. Dạ, con mời cả nhà, cái gì tự nhiên đi, cứ tự nhiên đi. Bình thường là mình ăn chắc đơn giản hơn cái buổi nay ha cô chú. Nhưng mà mình thường ăn cá nướng này không ta? Không, ăn căng lắm. Dạ. Ăn hả? Đa số là bán. À. Dạ. Dạ dạ, dạ mời cả nhà, cả nhà tự nhiên ạ. Chú có bao giờ suy nghĩ là chú mong là hai đứa nhỏ, chú có ước mơ á, gửi gắm ước mơ mình cho hai đứa nhỏ như nào? Dạ đó, hôm nay cũng vậy, thì chương trình may mắn đến gia đình hôm nay thì con ưng với ngay là may mắn của gia đình là mong sao cho Hùng là học hết lớp 12. Nếu gia đình có khả năng tương lai và xã hội có sự quan tâm giúp đỡ thì Hùng sẽ được đi tướng vào cái việc tiến tới nó được ổn định cuộc sống sau này, tương lai nó sáng sủa hơn đời cha đó, mong được như vậy. Chắc chắn là vậy rồi, con tin là nói chung là bây giờ bằng cái sự cố gắng của chú từ hai bàn tay trắng mà bây giờ á, chú có được đối với con ha, cái nhà này là cái không gian sống mà nó rất là vừa vặn với gia đình và gia đình đã cảm thấy rất hạnh phúc. Và con nghĩ là cái sự hạnh phúc này á, nó sẽ hung đúc, nó làm cho con của chú ấy sẽ có thêm cái động lực để mà cố gắng, đúng không em? Dạ. Cậu em ước là ngày mai tương lai mình sẽ như thế nào, có cuộc sống như thế nào? Dạ, em ước là đi sau này mình học á, mình ra mình đi làm có tiền sẽ phụ giúp cho cha mẹ, cho cha mẹ ở nhà thôi, mình phụng dưỡng cha mẹ, tại vì cha mẹ khổ quá nhiều rồi, như là cha mẹ cũng bệnh rồi mệt đau khớp á, cũng mấy được, mình sẽ cho cha mẹ ở nhà để mình lo cho cha mẹ về lúc về già. Nhưng mà thật ra thì bản thân anh thì anh nghĩ là chương trình Ngày May Mắn là một cái cầu nối đúng nghĩa để mà kết nối gia đình, để cho lại gia đình được nhiều người biết đến hơn. Thì chắc chắn là sau chương trình này sẽ có rất là nhiều những mạnh thường quân sẽ biết và quan tâm về gia đình nhiều hơn. Và hy vọng là những cái hoài bão, những ước mơ của cô chú và cả em sẽ thành sự thật. Dạ, vậy thì bây giờ mình sẽ ăn với nhau một buổi thật là vui vẻ. Và con hy vọng là con sẽ mang đến cho cô chú những điều may mắn nhỏ nhỏ sắp tới, để làm cho mọi người vui ạ. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ cũng cuối chương trình rồi. Đây là món quà nhỏ, làm gì lắp ba lắp bắp. Trời, hồi hộp quá. Đây là một cái món quà nhỏ nhỏ con gửi tặng tới gia đình. Dạ. Đến từ chương trình Ngày May Mắn. Dạ. Tất cả đều rất là nhỏ nhưng là rất cần thiết gia đình đi với con. Dạ. Đầu tiên con xin giới thiệu về bùn dừa. Bùn dừa này của gia đình mình con chôm ra để cho đẹp thôi. Dạ. Và đây là cái xuồng. Đây là cái xuồng sẽ phục vụ cho việc cô chú trong việc di chuyển ở đây để mà chú có thể là đi đánh bắt cá một cách thuận tiện hơn. Dạ. Xa hơn một chút và chắc chắn sẽ mang nhiều cá về. Đây mái chèo. Mái chèo, dạ đây ạ. Mái chèo được trang trí bằng lá chuối. Lá dừa. Và con hy vọng là cái xuồng này nó sẽ làm cho chú nhàn hơn, đỡ phải đạp xe lọc cọc đến một cái chỗ xa thiệt xa rồi mới bắt đầu đổ đồ xuống để dăng câu ha. Dạ. Và món quà tiếp theo đó chính là 50kg gạo. Dạ vâng ạ. Đây chắc mình cầm tượng trưng thôi chứ 50kg mà để cô chú cầm thì cực lắm. Dạ con gửi cô chú. Cô chú ơi, đây là một nồi cơm điện. Đây con cầm cái này. Dạ rồi, con gửi cô chú. Con hy vọng là cô chú sẽ làm ra được những bữa ăn gia đình thiệt là ngon. Đây là bánh gạo mật ong. Dạ, con gửi cô chú luôn nha. Dạ chú cầm giúp. Và cuối cùng cái này là điều đặc biệt, chương trình chúng con có một cái quỹ may mắn gửi đến cho mọi gia đình những mảnh đời bất hạnh, thì hôm nay quỹ may mắn xin gửi trao đến một chút lòng thành. Em cầm giúp cho ba mẹ nha. Rồi, con cảm ơn hết từng ngày hôm nay. Dạ. Những chút thời gian để quan tâm sự đồng hành. Dạ, em
xin cảm ơn chương trình và tất cả các anh chị đã dành thời gian và quan tâm giúp đỡ đến gia đình em. Em cũng kính chúc chương trình mình có thật nhiều sức khỏe và để tiếp nối giúp đỡ những gia đình cũng khó khăn hơn em nữa. Em cũng sẽ hứa sẽ cố gắng học để đạt được những cái ước mơ, những gì mình thích. Em xin cảm ơn. Cảm ơn em, cảm ơn gia đình rất nhiều. Và rất là vui khi mà quý vị khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ cho chương trình Ngày May Mắn. Và chương trình Ngày May Mắn sẽ được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với D Production thực hiện. Và một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã luôn dành tình thương cho Ngày May Mắn. Và bên cạnh đó, nếu như có bất cứ mạnh thường quân nào mong muốn được giúp đỡ và hỗ trợ cho gia đình thì các bạn có thể liên hệ với lại địa chỉ cũng như là số thông tin liên lạc ở bên dưới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.